Vay tiêu dùng tín chấp Combi OCB. Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp Combi giúp khách hàng có nguồn vốn kịp thời để thực hiện các dự định của mình với số tiền cho vay đến 50 triệu đồng. Thời hạn vay kéo dài từ 6 tháng đến 36 tháng. Lãi suất 20,4% một năm. Vay tối đa, linh hoạt. Thu nhập tối thiểu 3 triệu. Thời hạn vay tối đa 36 tháng. Cho vay tiêu dùng tín chấp Combi là hình thức vay vốn không tài sản đảm bảo do ngân hàng Phương Đông OCB triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong cuộc sống như đám cưới, mua sắm đồ dùng gia đình, đóng học phí, du lịch. Vì khoản vay không có tài sản đảm bảo nên ngân hàng OCB sẽ dựa vào uy tín cá nhân và đơn vị khách hàng đang công tác, mức thu nhập thực tế, lịch sử tín dụng để xét duyệt khoản vay. Ưu điểm của gói vay tiêu dùng tín chấp Combi. Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp Combi có những ưu điểm nổi bật như: không cần tài sản đảm bảo khoản vay. Số tiền cho vay lên đến 50 triệu đồng. Thời hạn vay linh động từ 6 tháng đến 36 tháng. Hồ sơ trên thủ tục vay vốn đơn giản. Thời gian duyệt vay nhanh chóng chỉ trong 48 giờ làm việc. Điều kiện, thủ tục vay tiêu dùng tín chấp Combi. Để vay tiêu dùng tín chấp Combi, khách hàng cần đáp ứng được các điều kiện mà ngân hàng đưa ra, đồng thời nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn để được xét duyệt trong thời gian sớm nhất. Điều kiện vay. Các điều kiện mà khách hàng cần đáp ứng. Khách hàng là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 22 đến 55 tuổi. Có công việc thu nhập ổn định từ lương hoặc tự kinh doanh. Có thu nhập trung bình 3 tháng gần nhất từ 4 triệu đồng trở lên. Thủ tục vay. Các giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị: hình chụp chân dung, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu hoặc giấy phép lái xe. Khách hàng nhận ưu đãi khi cung cấp thêm một trong các chứng từ: hợp đồng lao động và sao kê lương, bảng lương, giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê sạp chợ, giấy chủ quyền sạp chợ, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Hồ sơ vay tiêu dùng tín chấp Combi. Bạn có thể tham khảo hồ sơ đề nghị vay vốn kiêm thỏa thuận cho vay của OCB. Lãi suất vay tiêu dùng tín chấp Combi. Lãi suất vay tiêu dùng tín chấp Combi chỉ vay tiêu dùng tín chấp Combi chỉ từ 1,67% khoảng 292% một tháng. Lãi suất tính theo dư nợ gốc. Mức lãi suất này sẽ được điều chỉnh để phù hợp với từng đối tượng cho vay. Theo đó, các khách hàng có thu nhập cao, giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, không có nợ xấu, là khách hàng thân thiết của OCB, sẽ được cho vay với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, bạn nên tham khảo lãi suất cho vay tiêu dùng của các ngân hàng khác để lựa chọn địa chỉ cho vay uy tín với nhiều ưu đãi nhất. Với thủ tục nhanh gọn, lãi suất ưu đãi, sản phẩm vay tiêu dùng OCB đang là lựa chọn hàng đầu của khách hàng có nhu cầu vay vốn nhưng không có tài sản đảm bảo. Để vay tiêu dùng, bạn có thể đăng ký ngay tại đây để được hỗ trợ miễn phí. Chúc quý khách sớm vay được số tiền mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.